Xin chào mọi người đang xem video. Hôm nay mình sẽ đem đến cho bà con một mẫu wifi, đó là có tên là wifi smart camera, chứ không có tên cụ thể gì, nó chỉ là một cái dòng camera wifi thông minh, không có họ gì, đơn giản vậy thôi. Cái này là của khách gửi cho mình, họ dùng một cái thẻ 16 GB. Thẻ này theo mình thì chắc đời cũ lắm rồi. Riêng bản thân mình là mình không xài mấy cái mẫu này đâu nha, thẻ này do khách họ mua rồi họ nhờ mình cài đặt ráp lên giùm, chứ mình không có, bên mình là mình không xài mấy cái mẫu này rồi. Ở đây có một cái phiếu bảo hành, và phiếu bảo hành này nếu bà con xem ở video trước thì mình từng nói là sẽ không hề nha có check một cái mã sản phẩm gì của cái con camera này chúng ta. Họ cứ nhét cái phiếu bảo hành đơn giản giống như một cái card visit vậy, thả vô rồi xong hết. Đây là một mẫu camera ngụy trang có bóng đèn, có mẫu camera xài ICC. Ở đây nó có cái hình biểu tượng, đây là một cái micro, đây là loa, và ở đây nó có một cái nút reset, và đây là khe cắm thẻ nhớ. Họ cũng in cái hình chìm ở trên cái mặt camera này. Bây giờ mình sẽ cắm nó vào bóng đèn. Hiện tại trên bàn mình là không có cái chui để làm cái điều đó, nên chắc mình sẽ cắm ở vị trí khác để hướng dẫn bà con cùng cài. Mẫu này đang dùng cái app là ICC nha bà con, chứ bây giờ mình nối với điện để đấu ra một cái mẫu để nằm trên bàn nữa thì nó mất thời gian quá. Bà con chịu khó nghe mình nói thôi nha. Thì giờ mình sẽ cắm nó vào cái bóng đèn cho nó có nguồn cái đó, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng điện thoại để cài đặt nó. Có lẽ bà con bây giờ đang nhìn cái hình video tiếp theo nó đang bị tối đúng không? Tại do cái bóng đèn đây, cái tiếng của con camera nó mới vừa bật. Vừa rồi là cái tiếng của mẫu camera nó báo lên đó. Thì cái mẫu cái bóng đèn đây ở trên này nè, mình hỗ trợ sáng, có nghĩa là mình quay một cái bằng, mình đang quay video hỗ trợ bằng cái đèn MBE này và một cái bóng đèn này ở trên để trợ sáng là cả hai. Nhưng mà đã cài cái con camera này bắt buộc là khiến mình phải nó khiến cho mình phải gỡ cái bóng đèn này ra để gắm vào cái chui đó. Cái chui này nằm trên đây, mà sẽ quay lên cho bà con cùng xem. Nó hơi tối, bà con chịu khó nha. Nó nằm đây nhưng mà bà con có thể thấy ở phía trên nó không có đèn, mà bây giờ khá là khuya rồi, bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, nên nó sẽ rất là tối. Bà con chịu khó xem nha. Rồi, cái ICC thì mình đã có app rồi, đây mình có app ICC Pro đây. Đầu tiên mình sẽ đăng nhập vào cái app ICC. Ai bà con nào mà chưa có thì lên trên sẽ lấy tải về nha. Được, mình đăng nhập trực tiếp vào luôn, tại mình đã có tài khoản rồi, mình chỉ đăng nhập thôi, không cần phải tạo tài khoản nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thêm camera nè, chọn vào bước tiếp theo. Ở đây nó đang hiểu là cái wifi 5.4G, bây giờ mình phải đổi cái wifi lại. Thì những dòng camera này chắc chắn nó chỉ sử dụng hiểu được tới 2.4G thôi, nên mình sẽ đổi về cái một cái băng tần là 2.4G. Chúng ta sẽ đổi cái wifi cho điện thoại nha, nó sẽ hiểu theo cái wifi cho điện thoại. Rồi sau khi xong thì mình quay trở lại nè, chọn lại bước tiếp theo đây. Bà con có thể thấy cái lúc trước á, là nó sẽ hiểu là cà phê at home 5G và mình phải bắt ra chỗ này, và sau đó mình phải chọn lại bước tiếp theo lại nha. Sau khi đổi cái wifi của điện thoại chúng ta sẽ đổi lại, thì vào và nó sẽ hiểu ra là đây là cái 2.4G ở đây. Bà con phải nhớ cái wifi nhà mình cái nào 2.4G và cái nào 5G nha. Cái này do mình đang xài mạng của VNPT á, nên nó sẽ có hai băng tần. Rồi sau đó chúng ta bấm xác nhận. Họ đề nghị quét mã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mã QR code này để trên mắt con camera. Để đây mình quay không biết mà con có thể thấy đây là cái điện thoại của mình đây, và mình đang để trước mắt của camera đây. Khuya quá rồi, không thể nào mà gỡ ra gắn lại được nữa. Bà con cứ cố gắng kéo ra kéo vào cho nó tự hiểu nha. Nó mới vừa thông báo là connecting bleak way, chứ bây giờ là rồi. Bà con để ý cái đó nha. Bà con chúng ta chịu khó xem họ có vấn đề đó gì rồi cho mình nha, tại vì mình giờ mình phải gỡ ra nó khuya quá mà đấu dây điện nó mất thời gian quá. Bà con nghe mà connecting bleak way là đang kết nối vui lòng đợi, còn cái câu sau của nó nói là cái successful way á, cái đó là đã gọi là cái nó thành công á. Rồi như vậy là mình đã cài đặt nó thành công rồi. Thực sự luôn phải đợi chờ nó rất là lâu nha, nó không có mượt luôn nha bà con. Và đây là một cái mẫu mà có thể hiểu là cái chữ gọi là VR 360 á. Đấy, thì bà con chúng ta có thể zoom như thế này nè, và muốn coi cái hình ảnh nó đoạn nào á thì cứ zoom nó theo, chứ nó không có theo cố định một cái hình nữa. Bà con thể thấy là đồng hồ mình đang bị ngược rồi đúng không? Mình có thể mình vuốt qua vuốt lại nè, bà con chúng ta sẽ cân cho cái hình nó thẳng nè, hoặc là bà con hay là ngược là luôn cũng được đấy. Đây là cái dòng kiểu 360 là nó như thế này. Có rất là nhiều người thích những cái kiểu như thế này nha, nhưng mà riêng bản thân mình thì mình không thích lắm. Sẵn ở đây có người gửi thì mình làm video trải nghiệm cho bà con chúng ta xem thôi, chứ mình chẳng có mặn mò gì với những cái dòng này, tại vì là những mẫu này là chúng ta mua hàng online và có sự cố thì chúng ta sẽ tự hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi. Ví dụ như giờ bà con cần xem những cái thanh 500 ở sau lưng mình mà có gắn, mình thực sự mình zoom nó cũng rất là đau đầu đây. Thôi mình zoom nhỏ lại vậy đi.
Đó, thì zoom nhỏ ra thì xoay vậy nè, cái hình nó đứng nó dễ hơn. Đây, mình đã cố gắng zoom nhỏ nhất rồi đó. Mấy con thấy mình để tự động mình nó hơi xoay xoay làm sao đúng không? Mình chả quen lắm, hoặc là mình do cái tính mình không thích hay sao. Chúng ta có thể xem như này, giờ thì đồng hồ nó bị ngược nè, cái mẫu camera QCT trên đầu mình nó cũng ngược nè. Rồi cái ba cái thanh 500 này giờ cũng đang bị ngược đây rồi. Zoom nữa nó vẫn ngược nữa. Thôi mình zoom nhỏ là vậy thì mình lại xoay ngược xuống vậy thì được. Thực sự cái này mà nếu mà con nào không quen nhìn chắc rất là chóng mặt nhức đầu luôn á. Nhìn có thấy quạo á, mình sẽ ngang màn hình mà mình chỉnh cũng không được với nó luôn. Chỉnh SD hay là HD thì nó cũng đã giống nhau. Và ở tiếp theo á là nó có một cái tính năng á là cái bóng đèn ở đây nè. Bà con chúng ta bấm cài đặt bóng đèn nè. Và ở đây nó có một số cái hình nè. Bà con chúng ta bấm vào hình tròn bên trái đây thì có thể lựa chọn những cái khung đây. Nó sẽ tự động chia ra làm 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Nó phải chia ra thành 6 cái hình. Nó tự động cắt luôn. Nó cắt những cái video này luôn chúng ta xem. Và mình di chuyển đây thì bà con có thể thấy là nó đang di chuyển những cái hình khung hình ở trong cái phạm vi màu đỏ ở trên cái màn hình đầu tiên. Đây là một dạng VR 360 đây. Thì tùy ở bà con nha. Bà con thích cái nào thì sử dụng cái đó. Chứ riêng mình thì mình khá là chóng mặt với nó rồi đó. Còn đây thì chia 3. Đây, nó sẽ tự động chia 3. Và đây là cái hình cái chén. Ồ, cái chén thì tự động nó xoay liên tục rồi bà con thấy không? Nó sẽ giữ hình trên và dưới nó cứ xoay như thế này. Tiếp theo là cái hình khối trụ. Hình trụ nó cũng xoay liên tục luôn. Hoặc là chia 4 hình. Chia 4 hình này thì nó đứng như một chỗ. Hoặc là chia đôi. Do mọi người thôi. Mọi người thích cái nào thì sử dụng cái đó. Mình cũng không đánh giá cao về những cái dòng này. Mình thử tắt đèn này luôn để cho nó có thử lên, nó có lên được cái ánh sáng ban đêm nó như thế nào nha. Đây mình đang đứng dậy, bà con thấy nó đang quay vào, nó quay mình vào camera đây. Đây là cái hình thực tế của nó ha, nó đang như thế này. Bây giờ mình sẽ tắt cái đèn đi, tắt cái đèn năng lượng mặt trời trên đây nè. Nếu như bà con thường xuyên xem video mình sẽ hiểu được cái có cái đèn năng lượng mặt trời đây. Rồi mình đã tắt nó rồi, đấy nó đã lên đèn nè. Ồ, nãy giờ mình bật nó mấy lần ở khúc trước bà con thấy, nhưng mà nó không chịu lên. Còn bây giờ thì khi mình tắt rồi thì nó mới lên. Và nó lên đèn cái kiểu như thế này đây. Ở bên đây nó sẽ có một cái điểm. Đây, ở bên này nó cũng có một điểm và bên này nó có một cái điểm. Ở bên này nó tổng cộng nó sẽ có được 3 cái điểm. Và thật sự để mình tắt thêm mà. Bây giờ mình tắt luôn cả cái. Bây giờ mình thử luôn tắt cái đèn MB mình đang quay video thứ. Trong video bà con thấy như thế nào chứ thực sự ở ngoài này gọi là tới đuôi á. Một cái kiểu mờ mờ giống như chúng ta bật một cái đèn lát của điện thoại lên để chúng ta xem vậy đó. Chứ nó đây nha, bà con có thể thấy chứ nó không được rõ lắm đâu. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào video khá là sáng chứ bộ, cũng được chứ không đến nỗi nhờ. Mình tắt luôn cái màn hình máy tính của nó xem như thế nào. Thế nhưng mà độ ánh sáng của nó tốt như thế này thì cũng khá là hay đấy. Rồi ngày mai mình sẽ gắn nó lên trên và mình dùng một cái, mình sẽ câu dây điện để đi một cái chui để cho nó cắm xuống để chúng ta xem cái hình ảnh ban ngày của nó sẽ gắn như thế nào thì hợp lý. Và mình sẽ để cái vị trí đó luôn, rồi mình coi lại cái hình ảnh ban đêm sau khi mình tắt hết đèn luôn. Chứ mình không phải là gắn trên cái chậu kiểu như thế này nhìn ngược lên trời. Để cho bà con chúng ta sẽ cảm nhận được cái thực tế hơn của cái mẫu này nó như thế nào. Ở cái video trước thì bà con chúng ta có thể thấy là mình quay cái con Hepsi Max này nằm đè lên cái con IMU như thế này. Và thực sự bên đây nó quá đông rồi, chật chội quá, khá là nhiều camera. Và nếu mình có gắn thì nó sẽ chỉ xuống, mình sợ nó sẽ bị chạm vào có những cái góc mù, nên mình sẽ làm cái con camera ngụy trang bóng đèn này nằm ở đây. Mà các bạn thấy là mình đang gắn nó nằm ở đây. Mà hy vọng với cái góc, với một cái góc rộng hơn như thế này thì sẽ để cho nó qua bên đây, nó nằm một mình nó một góc luôn. Và ở bên đây mình chỉ đi dàn đèn thôi chứ mình không hề gắn con camera nào hết cả. Và mẫu này thì do là gắn cái kiểu như thế này thì có lẽ nó chỉ nằm ở trong nhà thôi, chứ mình sẽ không có test được cái hình ảnh ngược sáng nha. Tại vì đây là một dòng ngụy trang giả bóng đèn, không có đem ra ngoài. Và nó chỉ trực tiếp xuống như thế này nữa, bà con có thấy không? Nó đang chỉ xuống trực tiếp xuống vậy luôn thì đâu có gì đâu mà ngược sáng. Thì chúng ta chỉ có xem hình ảnh ban đêm của nó. Bây giờ mình đang mở full đèn đây. Bà con có thấy một cái đèn tiếp, hai cái đèn tiếp và một cái đèn năng lượng mặt trời bên kia. Nó là 3 cây. Thực sự là mở video cho vui thôi chứ nó nằm ở góc bên đây thì mình không biết nó có ảnh hưởng tới bao nhiêu nữa. Thì chúng ta cũng có theo trình tự test bình thường của mình là tắt đi từ từ và xem ánh sáng yếu của nó như thế nào. Và ánh sáng trắng đen của nó cụ thể là sao. Và ban ngày không có ban ngày ngược sáng nha, tại nó nằm ở trong nhà. Rồi bây giờ mình sẽ vào đăng nhập vào camera để chúng ta xem hình ảnh thực tế của nó như thế nào. Và đây là cái hình ảnh của nó đây, cái thang của mình nằm ở đây và góc nó chỉ có thể tới như thế này thôi nha. Nó không giống kiểu như trong văn phòng mà chúng bà con đã từng xem ấy đâu. Mình có xem một số video về những cái mẫu mà họ gắn cái kiểu camera ngụy trang bóng đèn này nè và sẽ xoay, có nghĩa là xoay 360 độ để mà xem được. Như cái thùng rác nó phải nằm lệch qua một bên vậy thì chúng ta có thể sẽ thấy được là nó sẽ có một cái độ cao nhất định nào đó. Còn riêng cái thang này là khi nãy mình leo lên mình bắt trực tiếp nó luôn,
khoảng cách cái thang này lên trên đó chắc khoảng hơn 1 mét thôi. Mình đã bước vào cái thang luôn nhưng mà nó chưa có thấy mình luôn, nó delay khá nhiều. Hiện tại mình đang đứng dưới cái thang nha bà con, nhưng mà không hề kịp thấy lên. Và hình nó có kiểu nó cứ di chuyển như này, nó khiến cho bà con chúng ta ngộ ra cái hình ảnh này là đang là hình ảnh thực tế, nhưng hoàn toàn là không. Mình đang đứng dưới đó luôn đấy, nhưng mà bà con có thể thấy là cái thời gian ở đây 1:36:33 nó đứng cứng ngắc, nó có nhảy cái miếng nào đâu mà thấy được mình đang đứng ở dưới đó. Nó cứ xoay như thế này, và chỉ khiến cho chúng ta ngộ nhận là đây là hình ảnh thực trực tiếp nè, không có ai. Nhưng thực chất là mình đang đứng ngay cái thang này luôn, mình đứng vị trí này luôn mà không ai thấy mình, bị lát rồi. Thôi để mình thoát ra, mình vào lại để cho nó hết lát. Đấy. Bà con thấy không, mình phải lướt ra và vào lại như thế này thì nó mới thấy là mình đang đứng chung với cái thang, chứ không mình không lót lại thì nó không thấy luôn, đau đầu vãi. Và cái chiều cao này thì khoảng tầm 2,5 mét, hơn 2,5 mét gì đó. Và để ra mình sẽ đo thử nha, khoảng đứng hình nữa rồi bà con ơi, khá là tệ nha. Thực sự cái mẫu này khá là tệ luôn. Mình đang định bước ra vào để cho bà con chúng ta xem được cái khoảng cách là mình định dự định mình đo từ cái đống gạch này để có cái khoảng chiều dài nó là khoảng bao nhiêu. Rồi đứng hình nữa rồi đó. Bà con cái video này bà con chịu khó nghe nha. Thực sự lót mỗi lần lót ra lót vô mất khoảng 1 phút hơn nữa. Đây, đây là vị trí cuối cùng đây. Bà con có thể thấy là cái bước chân, cái bàn chân của mình chỉ có thể đứng tới đây nè. Đây, đây cái chân mình ở đây. Nó lát ghê lắm bà con ơi. Chỉ còn khoảng đấy, nó đứng lại đứng hình nữa rồi. Khoảng 3 giây online là những khoảng thời gian sau là hầu như là nó bị treo một cách liên tục. Thì cái này để sáng mai mình sẽ reset modem gì đó, mình cố gắng để khắc phục cái hiện tượng này coi nó có hết hay không. Chứ giờ cũng khuya quá rồi. Thì mình sẽ cho bà con biết khoảng cách nó tầm rơi vào 2, 4, khoảng 6m, 6-7m gì đó là chiều cái đường kính của hình tròn này. Thì cái đường kính hình tròn này thì ở trên khoảng cách khoảng 2,5 mét này thì nó chỉ được khoảng 6m thôi nha, chứ không phải là kiểu một cái mẫu mà gắn cái là nhìn hết cả một cái văn phòng giống như những cái mẫu mà VR mà bà con chúng ta được xem ở trên những cái video của kênh khác đâu. Họ có thể gắn cao hơn rất là nhiều và ăn gian như thế nào đó thì mình không biết. Lúc trước mình cũng có định mua cái mẫu camera này để làm video cho bà con chúng ta cùng xem, nhưng mà thực sự mình cứ phân vân từ mua mấy mẫu này về hầu như là ôm luôn chứ đâu có thế nào mà ra được đâu, nó bị lát quá. Mình cũng chẳng muốn test cái ánh sáng yếu, ánh sáng gì đó của nó như thế nào luôn. Chúng ta sẽ đợi tới sáng mai chúng ta xem cái hình ảnh ban ngày của nó như thế nào, và mình sẽ cố gắng khắc phục cái tình trạng mà bị lát như thế này. Tổng cái đường kính vòng tròn này của cái dòng camera bóng đèn thì chúng ta chỉ được khoảng mình đo thử là khoảng tầm 6m cả hai mặt luôn nha, vừa từ cái đống gạch này qua cho tới hết cái bên góc cột bên đây, và cái cả ngược lại từ ngoài này luôn, từ ngoài đuôi xe này bước vào thì cũng vòng phạm vi khoảng tầm 6m thôi. Và thật sự rất là khó nhìn. Mình nghĩ là chắc chúng ta phải gắn cao lên nữa. Có nghĩa là khi chúng ta không xoay á thì cái camera của chúng ta sẽ đứng lại giống như cái hình này nó chụp sẵn, và nó sẽ lót lại. Đấy. Có nghĩa là khi xoay này nọ thì cái nó sẽ chụp cái hình ảnh lại, nó mới có xoay được 3 chiều như thế. Đây, nó đứng nữa rồi. Lúc sáng thì mình test thử nó cũng đỡ hơn, nhưng mà giờ thì thực sự là vô cùng tệ luôn. Bà con đừng có mua mấy cái đồ chơi rẻ rẻ này trên mạng nha. Mình thấy cái cảm giác sử dụng nó còn bực mình hơn rất là nhiều luôn á. Hình ảnh bà con thấy nó liên tục. Đấy, bây giờ nó lại lót được. Nó cứ ngắt liên tục luôn. Và tốt nhất là muốn xem á, chúng ta đừng có chỉnh xoay. Xoay là sẽ lát liền. Nó sẽ giống như cái hình đó, nó sẽ chụp lại tức thời và nó cho chúng ta xem trên cái hình thôi, chứ không phải là xem trực tiếp. Và bà con nào mà lỡ mua thì mình nghĩ chắc phải gắn cái góc xéo xéo á. Lúc trước mình có coi video của số cái kênh review về sản phẩm á, chứ không chuyên về camera như vậy. Họ làm video và họ khen rất là nhiều. Mà lúc đó mình cũng nghĩ là cái này khá là ok, hay hiện hữu này nọ. Lúc đó mình định mua, nhưng mà mình cứ phân vân đắn đo, thì rất là may mắn hôm nay được khách hàng họ gửi nhờ cài giùm, và mới phát hiện ra thực sự nó quá tệ so với cái mong đợi của mình. Cái đèn của nó ban đêm á thì kiểu như là cái bóng đèn cà na trên bồn thờ trang, chứ nó không được như là cái đèn chiếu sáng đâu. Khi mình ráp cho nhà khách hàng á thì mình dùng cái chui xéo như thế này nè bà con, chúng ta nên dùng cái chui xéo như này chứ đừng có dùng cái chui thẳng xuống, vì cái chui thẳng xuống chúng ta sẽ bị mất góc rất là nhiều. Khi mà mình gắn cái chui xéo như thế thì nó cho chúng ta là một cái góc rộng hơn và nhìn xa hơn, tốt hơn cho hiện tại trong video bà con thấy. Vì cái đoạn này là mình phải đã quay rồi và sau đó mình phải đi làm á, rồi mình cài lên mình mới thấy là nó sẽ xa hơn nhiều, thì nó sẽ tốt hơn. Chúng nó có thể gắn đuôi xéo để nhìn ra ngoài đường này nọ vẫn được, chứ không nên dùng đuôi thẳng như mình ở trong đoạn đầu của video. Nhưng tóm lại thì bà con tốt nhất cũng đừng nên mua nha. Mình tranh thủ quay một đoạn ngắn rồi mình đem cái đó đi ráp cho khách rồi, nên mình không có quay được cái cảnh rọi ra ngoài trời ngược sáng cho bà con xem được, bà con thông cảm.
Tóm lại bà con nhớ nha, sản phẩm này cũng không phải là một sản phẩm đáng mua, chúng ta thêm 100-200 ngàn nữa mua thẳng là dòng IMU mà mình đã từng làm những cái video phía trước á. Còn điều này nữa bà con lưu ý nha, những cái dòng camera mà nó có ghi là sử dụng bằng cái app ICC á thì bà con chúng ta để ý nha. Nếu dùng ICC không được thì chúng ta hãy tải bản ICC Pro nha. Hôm qua mình có hướng dẫn bà con cài cái mẫu này dùng bằng app ICC Pro, nhưng mà app ICC Pro thì được sự nó không tương thích hay thế nào, nó load vào rất là lâu và khi mình chuyển qua ICC thì nó sẽ ổn định hơn so với ICC Pro hay nha, chứ so với những dòng camera khác thì thực sự nó vẫn load đi load lại rất là nhiều lần. Có khi những lúc mình đăng nhập vào nó mất khoảng gần 30 giây mới có thể mà vào được để xem được cái app của con camera này. Bà con có thắc mắc gì về mẫu camera này thì cứ comment trong video, và kết lại thì mình vẫn khuyên bà con là không nên mua những cái dòng camera đồ chơi như thế này, thực sự quá tệ. Cảm ơn bà con đã xem video, hẹn gặp lại con ở video tiếp theo.